ơi trời, đứng hình. Ủa cái này chốt rồi hả? Không, bên anh đó. Hết điện. Không coi được luôn á Huy à. Bây giờ ai á, ai rảnh giùm em chút xíu, bấm vô lại cái like cũ á, mời mấy người kia vô lại cái like mới. Xíu nhìn bên tay trái, đi lên cỡ 200m nhìn bên tay trái nó có cái karaoke luxury á. Rồi anh tới đó, em chạy ra luôn, em đứng ra, em chạy ra liền nè. Rồi rồi, đúng rồi, đứng ngay cái karaoke luxury nha. Dạ, lên mông tôi ghi chị, lên mông tôi ghi chị. Rồi con này 50-55kg form basic giùm em. 50-55kg form basic giùm em mặc đẹp. Lấy con này cho em mã số 52. Và con này chân váy hay là gì cũng đẹp hết cho mấy chế màu nâu tây. Thông cảm em đổi điện thoại bà hai nè. Khổ ghê. Điện thoại bà hai thì nó hơi vàng vàng nha mấy chị. Mà không sao, mấy chị cứ suy nghĩ kỹ ra không sao đâu. Nó nét là được rồi. Nó nét là được rồi. Nhưng mà cái màu nó không thực tế lắm. Ví dụ như mấy chị nhìn cái màu ở trong màn hình đi, là nó hơi vàng nhẹ xíu. Còn cái màu ngoài nó tươi hơn nha. Cam kết, cam kết nha, cam kết. Cái màu ngoài tươi hơn. Cái này ví dụ như cái này là màu cam tươi luôn á, chứ không phải màu cam vàng đâu. Rồi con này 50-55kg giùm em. 50-55kg giùm em. Lấy con này cho em mã 306 đi. Lấy cho em mã 306 đi. Có mặt chị đây, và em chào chế. Ê basic nào mấy chế. Con này mấy chị phải lấy thôi, em cam kết. Trong tủ đồ mấy bà chưa có form này. Em cam kết bộ sưu tập của mấy bà chưa có con này đâu. 306 của chị Xuân Lan. Mặc dù mấy chị mua của em có thể cả ngàn cái rồi, nhưng mà mấy chị chưa có con này đâu. Con này quá đẹp, quá đẹp nha mấy chế nha. Rồi con này free size 50-55kg, size SM. Lấy cho em mã 931. Lấy cho em mã 931, 306 của Xuân Lan rồi mấy chị ơi. Basic nè mấy chị. Em hôm nay em về mấy cái mẫu là chuẩn mịn nha. Mà đặc biệt là cái mùa năm nay nó ra form quá đẹp. Con này 50kg cho đến 57kg thoải mái nha. Form này là thoải mái, size ML luôn. Rất là đẹp, mịn màng lắm mấy chị. Lấy siêu phẩm này cho em mã số 129. Con này quá đẹp nha. Mã 129 trời. Cái con đen chạy đó mà mấy chị không chốt ta. Con đó đẹp lắm đó mấy chị. Hey. Ồ là la, một em xám. Form dài. Đẹp chưa. Con này 50-52kg mặc đẹp giùm em nha mấy chị. 50-52kg mặc đẹp giùm em. Lấy cho em mã số 41 và 39 ngàn một cái cho em ghi bình luận đi mấy chế ơi. 129 của cô Xuyên Đặng. Lấy cho em con này mã 41 nha mấy chị. Lấy cho em mã số 41 luôn giùm em nha mấy chế nha. Ai đẹp chưa, con này đính đá 55kg đến 60kg mặt đẹp. 55kg đến 60kg mặt đẹp. Lấy con này cho em mã số 70 đi mấy chị. 55kg đến 60kg luôn. Mã số 70 giùm em luôn. Ôi trời ơi, cánh dơi mà nguyên miếng nè mấy chị. Mà thường nó hay bị size to lắm. Con này size nhỏ nè. Con này size 50-55kg nè. Mấy chị, cánh dơi nguyên miếng nha. Màu kem sữa. Chính xác là màu kem sữa. Trời, đẹp quá luôn. 50-55kg siêu phẩm mấy chị. Con này là không bao giờ mà có size nhỏ đẹp như vậy. Đa số khi nó ra cái form này là size 55-60kg nhiều. Nhưng bây giờ là con này nhỏ vừa nè. Con này nhỏ vừa thôi. Rồi mặc vô coi giãn là thoải mái luôn. Lấy cho em mã 519 nhỏ vừa ha. Tầm size SM. 519 size SM. Dạ để em ghi bình luận nghe. Em ghi bình luận nè. Em cảm ơn chị Thảo Ngô, cô Đặng Hoàng Nương.
Trời ơi, 519. Trời ơi, bấm sai rồi, 519 lấy cho chị Kim Anh. Trời ơi, Trần Thủy ơi, đẹp quá, lên cái màu đầu tiên mà bà bấm hụt ta. 519 nha chị. Tiếc quá vậy. Rồi lên, hai ơi không phí nha hai. Rồi con này 55kg cho đến 60kg mấy chị. Không không thanh toán gì hết. Dạ rồi ok ạ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh chú. Cảm ơn chú. Rồi con này 55kg đến 60kg. 55kg đến 60kg nè. Lấy con này cho em mã số 133 đi mấy chị. 39.000 đồng giá. Lấy cho em mã 133 39.000 đồng giá. Sọc ở ngoài này là sọc xanh dương nha mấy chị nha. Sọc xanh dương nha. 133 của chị Trần Thủy. Size SM 45kg đến 52kg à ngang. Đẹp lắm lắm à ngang. Ai mà không nhìn thấy là tiếc nửa cuộc đời luôn á nha. Lấy cho em mã 295. Ơi, hai dây bông hoa nè mấy chị. Hai dây này chạy răng cưa giùm em. Hai dây này chạy răng cưa giùm em dưới 50kg nha. Trời ơi. Áo vét nè, áo dạ nè. Trời ơi con hai dây này đẹp lắm. Phong ngắn vừa. Lấy con này cho em mã 948 đi. 295 chị Thái Hương Trà. Đù ha ha, bây giờ mới gặp luôn. Nửa năm mà Ren mới gặp lại chị Thái Hương Trà đó. Bà bỏ em đi lâu quá bà ơi. Rồi 295. 295 chốt rồi. B21 nãy là chốt cho Dung đó Dung ơi. Quên nhắc. Lên. Tay dài cao cấp 55kg đến 65kg vừa con này nha. 55kg đến 65kg vừa. Free size L và size XL. Mấy chị vô hết cho em. Con này quá đẹp. Quá đẹp, vô hết cho em. Hàng thêu. Siêu phẩm này chỉ có 39.000 thôi. Lấy cho em mã 919. Mua tặng cho bà, cho mẹ, cho ngoại cũng rất đẹp. Lấy cho em mã số 919. 919. Trời ơi, vô mông tôi ghi em mới biết là cái mỏ của em vẫn còn dẻo như ngày nào. 919 của chị Thảo Ngô. Ghi lê mà dài nè mấy chị mê không. Ghi lê dáng dài free size dưới 60kg. Có hai túi dưới giùm em. Ghi lê dáng dài free size dưới 60kg. Lấy siêu phẩm cho em mã 001. Lấy siêu phẩm cho em mã 001. Em xếp nó hơi nhăn đó, nhưng mà em cam kết với bà là mới tin phải mịn màng. Cái con này hai dây mà có bo xinh không. 50-55kg vừa con này quá đẹp. 50-55kg vừa nha mấy chị. Mê không mấy chị. Lấy con này cho em mã số B21. Hốt liền, hốt liền B21. 001 Phạm Kim Anh. Ok, cam kết bà cái vải đó là vải mặt mịn không ngứa nha. Được chưa, con đó vải mềm lắm. Rồi mấy chị. Mê không mấy chị, ghi lê nữa nè. Dưới 60kg ghi lê len nữa nè. Mê không, con này nó bị chỉ chút xíu hả. Mấy chị về lận trong em đi nè. Bị chấm chỉ nè. Cái mông tôi ghi thì nó hay bị vậy ha. Cái len móc hay bị xíu à. Lấy cho em mã 132. B21 chị Thúy Hà Thị rồi. Nửa năm rồi mới gặp chị Thúy Hà Thị luôn. Trời công nhà em lái này em gặp lại người cũ, người yêu cũ nhiều quá ha. Toàn người yêu em không mà má ơi. Dạ. Dạ dạ. Thôi. Xanh Navi cổ vuông mới chết. Mời không. Xanh Navi cổ vuông. Size SM ha. 55kg quay đầu. Quá đẹp. Lấy xanh Navi cổ vuông 55kg quay đầu cho em mã 117. Bẹt vai đắp tóc xe. Trời ơi má ơi, con này nó đẹp thú hồn chim én luôn. Dưới 70kg, ai lộn, dưới 47kg. Dưới 47kg lấy cho em mã 280. Hàng hiệu nha mấy chị, con này hàng hiệu nha. 117 của chị Nhất Tỷ. Mã 280 hàng hiệu. Ôi trời ơi má ơi, nó nguyên con luôn nè. Lên cái đầu tiên nha, màu cam. Trời ơi, đẹp chưa. Mới 100% luôn á mấy chị. Đã quá. SM nha, SM, SM. Mã M75 con này size SM. 280 của chị Naomi tóc. Rồi một con size S. Con này nha, hở nửa lưng chút xíu. Lưng ở đằng sau, lưng ngang, bao đẹp. Có độ co giãn. Lưng đằng sau, lưng ngang. Con này dưới 50kg ok. Con này nè quá đẹp nè mấy chị. 45kg đến 50kg ok. Chất len gân mới tinh. Lấy cho em mã 113. Chất len gân mới tinh mã M75 đẹp lắm mấy bà. M75 bình thường em bán không có hàng bán á mấy bà.
Trời ơi, body tuyệt dùm em, đẹp mê hồn trận chưa, dưới 50kg luôn size S. Body tuyệt dùm em dưới 50kg size S, lấy cho em mã số E10 113 của chị Dung Phạm, 280 chị trước lâu lắm á em. Dạ em kéo xem lại nha chị. Đúng rồi, 280 em thấy chị Ái Thi Lê trước ta ơi, 280 của chị Ái Thi Lê nha. Em xin lỗi chị Naomi tóc nha chị, 280 là theo máy của em là chị Ái Thi Lê trước. Ê nó bị dính nè, bị chặt ra nè. Hai ơi, hủy 280 của chị Naomi tóc, chuyển qua cho chị Ái Thi Lê ra phiếu. Dính gì ha? Hai mấy em chị ơi, nó dính mờ mờ xíu nè mấy chị. Dính nè, từ đây nè, ngay chỗ chỗ này nè. Cái này mã gì vậy? Mã gì vậy? 113. Ê giặt ra nói tôi nghe bà, xíu nhìn kỹ mới thấy. Trời mà hai ba thấy cũng hay thiệt. Nha giặt không ra nói Vi nha Dung ơi. À, chị Mai Lê Gia Phú hủy mã 22. Ok chị, em hủy trên máy rồi nha. Hủy nha hay. Ui ui, nguyên miếng luôn nha mấy chị. Để em coi coi dạng sao. Ôi má ơi, nó nguyên miếng luôn nè. Rồi con này nè, vô tư, vô tư 50-55kg vô tư nguyên miếng nha mấy chế. Đẹp quá nha mấy chế, 50-55kg vô tư. Lấy cho em mã 550. Em xin lỗi chị Nam Mi Tóc nha chế ơi. Chế ơi, hú hú nghe em nói không chế. Trời ơi má ơi, cái gì vậy? Xe SM mấy chị, SM thôi, SM thôi. Trời ơi đẹp quá. Lấy cho em mã 966 SM thôi mấy chị, SM thôi. 550 của chị Diệp Nguyễn. Rồi con này 50-55kg hàng hiệu, đen trơn cổ tròn hàng hiệu, 50-55kg giùm em. Lấy cho em mã số 12. Đừng giận em mà, đừng giận em mà. 966 của chị Phạm Kim Anh. Ok vải hôm nay đẹp lắm bà yên tâm. Rồi con này free size bao nhiêu ký cũng vừa, free size bao nhiêu ký cũng vừa. Mấy chị mặc kèm giùm em áo sơ mi áo đồ bao đẹp. Ghi lê này, ghi lê lửng mà róc mà dây á, đẹp lắm á. Lấy siêu phẩm cho em mã 572 12 của chị Nhất Tỷ. 966 bao nhiêu ký? Free size chị bự lắm. 966 ơi, tầm 557-58 cỡ em á, tầm cỡ em á. Bà cỡ em không? Giờ bà nhiêu ký rồi bà Phạm Kim Anh? 12 em chốt rồi mấy chị, 12 nhanh lắm, 12 là bấm liền rồi. 12 chị Nhất Tỷ rồi mấy chị ơi. Con này là màu nâu cà phê sữa nha, màu chính xác của nó em nói gần như màu chính xác là tại vì cái điện thoại lên không đúng mà. Là màu nâu cà phê sữa đính đá, 50kg đến 58kg thoải mái. Nhà 50kg đến 58kg thoải mái, mã số 10. Mã số 10 572 của chị Phạm Kim Anh. Số 12 con chụp màn hình lại nha cô, chị Nhất Tỷ trước, cô đợi con đi, con lên nhiều lắm cô ơi. Con mới lên có 30 con mà hết 30 con rồi, nhưng mà hôm nay con hứa con lên đúng một đúng 500 con nha. Con trời giảm được 10kg luôn hả? Má ơi đã vậy. Rồi con này 55-60kg nè. 55-60kg. Lấy con này cho em mã số 543. Con hứa con lên đúng 500 cái, con ngồi tới hết 500 cái thôi con mới nghỉ. Lấy cho em mã 543. 55-60kg mã 543. 543 là form quá đơn giản luôn nha mấy chị, form đơn giản mà đẹp á. Rồi con này đi, dưới 52kg giùm em size SM thôi. Dưới 52kg lấy cho em mã 312. 543 của chị Naomi tóc. Đây con này free size giùm em nha mấy chị, free size LXL. Giải quá đẹp mấy chị, giải đẹp lắm. Con này nè bảo đảm bà Phạm Kim Anh mê không, là lấy liền đi mấy chị. Free size nha, 65kg quay đầu mã B40. Free size nè, 65kg quay đầu mã B40. Váy canh đang bận size S luôn á chị. Váy canh đang bận mông lép lép chút xíu, mông 86-88 thôi. Còn cái eo của nó là được 66 á nha chị nha. Còn cái này váy canh đang bận nó mới 100% thì cái mông nó là mấy chị mông dưới 86 thôi. 543 chị trước Vi. Dạ em kéo nữa nha chị, không sao hết đâu. 543 là chị Naomi tóc trước chế ơi. Em chụp màn hình lại ha mấy chế, thắc mắc cái gì em chụp màn hình lại cho mấy chế. Rồi con này đẹp banh nhà lầu lá hẹ luôn rồi nè mấy chị. Đây con này quá đẹp, 55kg cho đến 62kg vô tư. Lấy con này cho em mã 236. Dạ em like nhanh nè chị, mã 236. Rồi con này đẹp mê mấy chế, mê không, đen gân. Này đen gân 50-55kg vô tư mà em nha, đen gân. Lấy đen gân cho em mã số B90. 236 của chị Nga Đỗ. Cô Nga Đỗ chứ quên, 236 cô Nga Đỗ. Con này đẹp quá. 50-55kg ok. Đẹp quá. Đưa đây em báo lỗi chứ. 50-55kg ok giùm em nha mấy chị nha. Rồi lấy con này cho em mã B10 đi.
Mã V10 luôn giùm em đi. Dạ con này nó bị lem màu, em nhìn thấy rồi. 236 bị lem màu, tặng được không ạ? À? Tặng nha, lem màu nặng quá. Mặc ở nhà cho nó mát. Mặc ở nhà cho nó mát nha. Đây, bị lem màu vạt dưới rồi, xin lỗi cô Nga Đỗ nha cô ơi. V10 của chị Nguyễn Linh. Rồi cái đó con tặng nha cô Nga Đỗ ơi, mã bao nhiêu tặng vậy? 236. Mã 236 tặng nha cô Nga Đỗ ơi. Xác nhận con nha. Rồi cái này 50kg đến 52kg mặt đẹp. Màu của nó là màu xanh. Bây giờ tắt bớt một cái đèn được không? Kiểu như nó sao sao á. Tắt, à, hay tắt mềm cái cây giữa này. À cô nói xả luôn không lấy. Dạ dạ rồi ok cái đó. Cái đó con xả luôn. Rồi để con hủy khỏi khỏi xô khỏi đơn luôn nha. Rồi cô chọn cái khác giùm con. Rồi cái này màu của ngoài là màu xanh nước biển mấy chị. 50-55kg mặt đẹp giùm em. Lấy con này cho em mã số 48. Mã 48 50-55kg. Rồi ổn, quá đẹp. Rồi lên mấy chị, con này 50kg cho đến 60kg thoải mái giùm em. Lấy con này cho em mã số 106. 106-48 của chị Phương Trần. Cho em xin lại số điện thoại, địa chỉ cho chị Phương Trần ơi. Mình đã mua hàng bên em bao giờ chưa ạ? Trời đẹp quá mấy chị. 50-55kg đẹp quá. Em không cần nói nhiều, em dơ hai mặt cho mấy bà coi nha. Được không? Mấy bà là sành mong tôi ghi quá rồi. Giỏi thích chi nhiều. Nhìn cái áo thôi là biết là ưng hay không ưng liền. 50-55kg nha. Lấy con này cho em mã E44. E44 luôn. Rồi 50-55kg luôn nha mấy chị. Có gân mặt trước. Lấy con này cho em mã số 528 đi. Con này 50-55kg luôn giùm em nha. Mã 528 đi. E44 của chị Nhất Tỷ. Em chào chị Hiền Hoàng, con này hơi nhăn mà nó mới lắm nè mấy bà. Tại vì em xếp nó hơi nhăn, thông cảm giùm em. Con này 60kg, 63kg thoải mái luôn giùm em nha. Lấy cho em mã số 246 đi. Lấy cho em mã 246 đi. Cái mã giống 48 màu kem còn trong đầu like còn không? Con giống con đen gân hay đang xếp á hai. Màu kem. Dạ, để em coi nha chế Vân Trần Kim. Rồi con này 60kg quay đầu giùm em nha mấy chị. 60kg quay đầu giùm em mặt đẹp. Lấy cho em mã C49 246 của cô Nga Đỗ. Đợi em tí nha chế. Con này đít đá. Ở dưới nó dương mấy sợi chỉ. Tí em cắt cho mấy chế ha. Nó dương mấy sợi chỉ trắng. Rồi con này là 50kg đến dưới 55kg đính đá. Lấy con này cho em mã số 54 C49 của chị Naomi Tóc. Quá đẹp mấy chị, quá đẹp, quá tuyệt vời. Em dơ lại coi phải không nha chị. Rồi, quá đẹp luôn mấy chị. Dưới 50kg thôi con này. Dưới 50kg công chúa bánh bèo nha. Dưới 50kg lấy cho em mã 87. Mã 87. Con này nha mấy chị, đúng không? Con này thì dưới 50kg, 52kg thôi chị. Ưng cái này thì lấy cho em mã M83. 87 của Xuân Lan. Rồi em này đơn giản basic mà size S. Dưới 48kg mặt đẹp. Dưới 48kg mặt đẹp. Lấy cho em mã số 72. Mã 72 M83 basic của Tiên Hồng. Hay đưa cặp cho em. Cái cặp đầu, cái cặp mà lúc bị lắc đẹp lắm. Cái cặp lúc bị lắc em lên lại cho mấy bà đẹp lắm. Rồi con này 50-55kg giùm em. 50-55kg giùm em đính đá. Lấy con này cho em mã số 111. Mã 111. Dạ chị Thái Chân Quỳnh. Chị mặc đẹp không? Có dài quá không? Thấy em không Vi? Thấy nha chị Phương Trần ơi. Nãy chị chốt được một cái mà em xin số điện thoại địa chỉ chưa có đó. Là mình đã mua hàng bên em chưa, chứ em chưa có thông tin bên mình. Con này dưới 50kg thôi mấy chị. Dưới 50kg lấy cho em mã 529. Dạ cảm ơn chị Thái Chân Quỳnh. Con này quậy đẹp lắm nè, con này body hàng thêu. Ôm dáng nhìn quậy lắm, dưới 50kg mặt đẹp. Dạ, vậy chị cho em số điện thoại là được rồi nha chị Phương Trần. 529 của chị Phương Trần. Lấy con này cho em mã 407. Con này mặc quậy lắm, con này chị đeo mi tóc mặc quậy lắm nè chị, hàng thêu á chị, mã 407. Con này 55kg đến dưới 60kg giùm em nha. Đây lấy con này cho em mã số M23. Dạ bây giờ em lên liên tục, em không có tìm được không chị, thông cảm giùm em chứ bây giờ đồ nhiều quá em tìm không biết sao tìm luôn. Rồi con này đính đá giùm em. 55-60kg đính đá giùm em nha.
lấy con này cho em mã số 336 M83 của Khuyên Hoàng. Con này đẹp nè mấy chế ơi, mấy chế lấy đi. Cái con này đẹp kinh khủng luôn á. 50-55kg thoải mái luôn. Con này đẹp lắm, 50-55kg đẹp lắm. Lấy con này cho em mã số B77. Ủa có M83. Mã B77 M83 là bấm hoài vậy Khuyên Hoàng, hình như em nhớ nãy chốt rồi. B77 của Dung Phạm. Không còn mờ. Mạng nó chậm đến nỗi bên không được làm biết rồi đó. Rồi để coi M83 là hình như nãy vi chốt rồi phải. Ghi lê nè mấy chị nè, 55-60kg quay đầu ghi lê. Ghi lê 60kg quay đầu. Lấy ghi lê cho em mã số 0. Lấy ghi lê cho em Vi mã số 0. Siêu phẩm. 53kg quay đầu, con sọc vàng này quá tuyệt vời. 53kg quay đầu mấy chị. Lấy cho em mã số 521. Lấy cho em mã 521. Áo có cổ thêu. Rồi con này size rộng lắm nha, con này thoải mái lắm. 55kg đến 62-63kg vô tư, size LXL. Lấy thêu có cổ màu tím này cho em mã 28. 521 của chị Tiên Hồng. Dạ có chị. Dạ có. Chị muốn body nhỏ nhỏ ha. Dạ con này nè. Con này là size SM mình mặc đẹp. Con này nhỏ là size SM mặc đẹp nha. Size SM dưới 52kg thôi. Lấy con này cho em mã số 224. Con này nhức nách siêu phẩm nè. 521 Vi chụp màn hình cho Tiên Hồng trước có Phương Trần ơi, Vi chụp màn hình 521 lại rồi đó. Rồi con này nè, con này nhỏ, con này mình càng nhỏ mặc càng đẹp, size SM mà co giãn ra tới 52kg thì vừa. Còn nếu mình 47kg là mặc ra đúng dáng 47kg luôn chứ nó không có rộng. Con này đẹp lắm. Lấy con này cho em mã số B45. Lấy cho em mã B45 có cổ màu đen Vi có luôn nha. B45. Bị gì ha? Đem nhiều không? 521 có lỗi nè, đợi Vi chút. Rồi con này là 52kg quay đầu mặc đẹp, 52kg body luôn. Mấy chị dáng càng nhỏ mặc càng nhỏ đẹp lắm. Lấy cho em mã A7 hàng thêu, mã A7 hàng thêu. B45 của chị Thúy Hà Thị. Đó B45 đẹp đó, thấy không? Cái 521 nó bị lỗi nè, nó nói chung nhìn trên camera không bao giờ nhìn thấy. Nó bị chấm chấm nhẹ thôi. Ủa em thấy gì nó nhẹ quá mà. Ý nó là chuỗi rồi có giặt ra hay không. Nhưng mà ý là nhìn kỹ mới thấy. Nhưng mà khi mình nhìn nó áo lên nó bị lấm tấm, nó giống như mày ăn đồ ăn dính dơ nhẹ vậy đó. Mà nó đằng sau. Con này nó bị dính nhẹ nhàng thôi nha mấy chị, nó bị dính nhẹ nhàng xíu nè, nói chung khó nhìn thấy đó. Con này em tính với bà 25k đồng ý không nha, bà nào chốt á? Tiên Hồng. Chị Tiên Hồng 521 25k chị đồng ý không ạ? À, chị Phương Trần 521 em chụp màn hình rồi là của chị Tiên Hồng chốt trước nha chị. Em chụp màn hình có gì em gửi inbox cho coi hình. Rồi lấy cho em mã A7 con này được chưa? 245 em hạ chứ. Rồi con này nha, con này thì dưới 50kg, thon dài dưới 50kg mặc đẹp giùm em nha. Màu xám lông chuột dưới 50kg mặc đẹp. Lấy con này cho em mã 477. Lấy cho em mã 477. Em hỏi chị Tiên Hồng chị ơi. Chị Tiên Hồng ok. Nói chung là khó nhìn thấy lắm. Bà hai bà, dạ này bà bị ám ảnh. Khách báo lỗi bà nói trời đụi mẹ. Khách có một cái chấm mà khách còn không qua bỏ qua cho tao nữa. 477 của chị Vân Trần Kim. Trời lên bà ám ảnh mấy bà khách khó tính hả. Rồi đây mấy chị, con này đi nha mấy chế. 50-55kg giùm em đi ha. Đó body đó. Con này dáng càng nhỏ mặc càng đẹp, phong ngắn nữa. Lấy cho em mã 326. Đây con này phong ngắn, dáng càng nhỏ mặc càng đẹp. Mà nó co giãn nhiều. Đó nó vô tư lắm, mã 326. To là to cỡ nào nữa thì trời. Dạ để em đọc to chút xíu nha. Chị mở cái volume to giùm em đi chị. Em đọc to là em không đủ sức em lên 500 con đâu chị. Và cái này hàng thêu. Con này 55kg cho đến 62kg. Lấy cho em mã số C1. Dạ con nói nó form nó dài thôi chị. 1m50 mình mặc làm đầm được. Còn 1m55 mà không mặc làm đầm được đâu.
basic nè, dưới 50kg quá đẹp. Con này form basic dưới 50kg quá đẹp. 326. Lấy con này cho... Ừ, xuất chỉ xíu. Để nói Ngọc Lan về đơm giùm Vi. Lấy cho Vi mã C46 con này nha. C46 giùm em nha. Nhờ Ngọc Lan, mẹ Ngọc Lan dễ thương mà. Rồi mấy chị, con này... Chủ yếu là Ngọc Lan có chịu không? Thì bây em nói nè, nhờ nè. Ngọc Lan ơi, nó bị xuất chỉ chút nàng ơi. Về đơm Vi được không nàng? Nè chỗ này nè, bị xuất chỉ một xăng nha. Về đơm Vi nha, đơm bằng chỉ đen thôi chứ không cần chỉ màu nè. Rồi con này nha mấy chị, bao mịn luôn. 60-65kg mặt đẹp. Lỗi quăng ra cho em nói chuyện với khách. Nhờ khách. Rồi Ngọc Lan ok. Lấy cái này cho em mã số 73. Máy áo dây sao không, sao Vi không like. Máy áo dây từ lên 3 lần luôn á. Lấy cho em mã số 73. Trời ức chế quá, từ từ đi. Lên liền, lên liền. Màu xanh min mấy chị, 53kg quay đầu màu xanh min giùm em nha. Size SM á. Lấy cho em mã E12 con này, mã E12. Nè, con này chị bao nhiêu ký ra bấy nhiêu ký luôn, siêu phẩm luôn. Đây siêu phẩm nha mấy chị, size SM đi mặc cho nó đẹp nha. Siêu phẩm size SM mấy chị, cổ cao á, cổ lọ cao. Lấy con này cho em mã 502. E12 chốt cho Ngọc Lan nè bạn ơi. Rồi lên đi mấy chị. Áo tay dài theo bóp cổ nút đính đá, càng cao cấp nha. Hàng này ngon lắm nè mấy chị. Ở ngoài người ta bán mắc tiền lắm. Ai mê chưa? Dưới 60kg giùm em. Mê chưa? Mê chưa? Rồi size ML ha, free size ML dưới 60kg. Lấy cho em mã 516 đi mấy chị. Lấy cho em mã 516 đi. Áo này mà mày cũng nhận, không bán. Không có cắt được, không bấm được. Được đâu. Để riêng áo đi, có nút bấm bấm. 516 của chị Ngọc Lan nè, quá đẹp luôn. Áo dây nè. 516 chứ không phải C46. Có C46 ở đâu không nhỉ? Sao vậy ta? Con này đẹp nè bà Phạm Kim Anh. Free size nha, con này free size nha, mặc đã lắm nha mấy chị. Free size giùm em. Lấy con này cho em mã C5. Mã C5 free size. Lấy cho em mã C5 free size. Ôi 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 ôi. Rồi đây mấy chị, dưới 50kg size S thôi, con này size S mặc đẹp nhất. Dưới 50kg. Lấy con này cho em mã E5. Mã E5, áo dây hồi nãy Lan có được không? Áo dây màu gì? Màu hạt màu, màu màu xanh hả? Áo dây màu gì? Có cái áo dây có ai chốt đâu. E5 của Dung Phạm. Từ coi cái phải áo dây nào này không. Áo dây theo mã A7. Phải không? Mã A7, bấm mã A7 đi trời ơi, lắc vậy luôn á ha. Rồi thun, cái này là bản nhỏ, quên xin lỗi mấy chị, dây bản nhỏ gân. Dây bản nhỏ gân 50-55kg giùm em nha. Dây bản nhỏ gân 50-55kg giùm em, lấy cho mã số 0. Kêu không phải. À cái màu chắc màu xanh min đó, đó. Bản to đó. Đó đó. Dưới cái màu đen á. Cái đó của ai? Trời màu ơi đen. Thích không mấy chị ơi, con này đẹp lắm nè. Con này dưới 50kg nha mấy chị. Hoặc là sẽ ép, hoặc là mua cho bé cũng được. Đúng là của Ngọc Lan á. Ủa Vi chốt không nghe hả? Má đọc banh họng luôn á. Số 0 của chị Thư Thư. Dưới 50kg nha. Trời ơi chắc tôi like xong tôi nhập viện luôn á. Má nó lắc chán thiệt. Mà E45 số 0 chị Thư Thư nha, em đọc lại cho mấy chị nghe rõ nha, lắc chứ không phải là người ta không nghe. Để nói thì lắc khúc đó, cái khúc sau hết lắc người ta nghe. Rồi con này nó bị mất một cái nút cuối cùng rồi mấy chị. Rồi con này quá đẹp nè, 60kg 65kg nè, lấy cho em mã sọc 30k. Ghi lê mấy chị, dưới 60kg mấy chị. Lấy cho em mã 953. Giờ gắn micro vô nó không nghe tiếng. Cái micro của cái điện thoại này nó bị lỗi rồi. Sọc 30k của chị gà rán cô Thi, mất một nút cuối nào. Đây chị, ghi lê cao cấp luôn á. Mã 953. 953 của chị gà rán cô Thi luôn. Trời ơi.
Cái form này em mê lắm nè, 52kg quay đầu, đẹp chưa? Form basic mà cái form tay nó quá đẹp nha. 52kg quay đầu, lấy cho em mã 448. Đó, má ơi, xỉu. 55kg quay đầu với chị. Ôi đẹp quá mấy chị, 55kg quay đầu đẹp quá. Mã 956 448 chị neo mi tóc. Bẹt vai, tay lỡ, chỗ con này mà mặc với chân váy đi, bao xinh. 55kg quay đầu mặc chân váy bao đẹp luôn. Lấy con này cho em mã 207. 956 của chị gà rán cô Thi. Gân màu xanh nè mấy chị, 52kg quay đầu giùm em, 45-52kg quay đầu. Mã 45-207 của chị Thái Chân Quỳnh. Quá đẹp nha, mấy bà mà mê chân váy tùng xòe là con đó tuyệt vời. Mấy chị mà mặc chân váy tùng xòe là con đó tuyệt vời. Rồi, chờ leo, đính đá chờ leo mấy chị, 50kg-58kg. Lấy đính đá chờ leo cho em mã 283. 283 45 chị Thúy Hà Thị. Em thắc mắc con nào chị chụp màn hình con đó. Chị vẫn thấy em bấm, nhưng mà em bấm sao. Em thắc mắc con này chụp màn hình con đó liền. Cho nó xong. Thấy mã 283. Cái con này đẹp quá nè mấy chế ơi. Mà mấy chế không lấy nó mới 100% luôn. 52-53kg quay đầu màu hồng, mà cái cổ của nó đẹp quá trời nè. Mã 224. Đính đá mấy chị, màu xanh nước biển gân. Con này 50kg-58kg. Mã 58. Trời ơi, con này nó bị nhăn cái gì. Nhưng mà nó đẹp quá nè, dễ thương quá nè. Con này dưới 50kg. Nhăn hơi nhăn xúc mà dễ thương lắm. Dưới 50kg dễ thương lắm nha. Rồi lấy siêu phẩm này cho em mã số 273. Mã 273. Con này dây dễ thương nè mấy chị, dưới 50kg nha, mặc với chân váy cũng ok lắm. Dưới 50kg sẽ ép. Lấy cái này cho em mã số A3. Lấy cho em mã A3. Má nó lắc một tụi like tới mai cũng không hết hai kiện. À, cũng không hết ha, 500 cái. Đầm nha mấy chị, dưới 58kg đầm. Lấy con này cho em mã số 2. Dưới 58kg đầm mã số 2. Cái ghi lê màu hồng mà đẹp vậy trời. Dưới 50kg thôi, con này sẽ ép dưới 50kg thôi. Ủa, cái cụm đó còn cụm nào đó? Mã B27. Số 2 chị Hường ST. Rồi con này nha, 55-60kg quay đầu giùm em. Lấy cho em mã C86. B27 chị Thái Chân Quỳnh. Mã C86. Mã C86. Cái hồng là mã A3 Phương Trần ơi. Cái hồng này 53kg em mặc ôm lắm đó nha. Nhưng mà mặc vẫn được nha. Tại vì mong tươi có độ co giãn. C86 của chị gà rán cô Thi. Hai coi lại đi chị trước mà. Rồi em chụp màn hình số 2 nè. Chị Hương ST trước, chị Jolie Lê sau. Chị Thái Chân Quỳnh vị trí thứ 3. Em nói thiệt, em mà mấy chị keo chụp màn hình vậy hoài luôn á, là 500 cái không bao giờ hết. Đúng rồi, thì mày coi lại thôi, hồi nãy đó mày cũng lộn đó, do mày lộn trước chứ bộ, người ta kêu đúng rồi. Thì cái nào mấy chị không có gì đó thì mấy chị cứ kêu chụp lại đi. Thì người ta kêu mày coi lại thôi. Cái này 50-55kg mặt đẹp giùm em. 50-55kg mặt đẹp, lấy cho em mã B20. Nãy do mày lộn trước. A3 này nè chị, em nhắc lại là mã A3 dưới 50kg là mặt đẹp. Chị 53kg chị phải có cao trên 1m6 thì chị chốt. Size S thôi, A3 size S thôi. Cái đó dưới 50kg nha chị. A3 là size S. Rồi chị 53kg là chị thuộc size gì thì chị về biết cơ rồi chị chốt. Cái đó là A3 là da nhỏ mặt mới đẹp nha, da lớn là không mặt đẹp nha. 60kg quay đầu giùm em con này. Mã số 33. Ôi ôi nó đẹp dữ vậy trời. Con này coi giãn nhiều nè. 50-55kg size SM. Trời đẹp quá luôn á trời. Kiểu lạ gì chứ.
chết mẹ, cái cổ nó mai xấu quá. Sao kỳ vậy ta? Này là sao hay? Cổ nó mai bị trùng. Rồi con này nha, có lỗi nha mấy chị, cái cổ nó mai bị trùng lắm. Nè, rồi con này nha em tính 20k, lấy cho em mã lỗi 20k. Đúng mã nha, mã lỗi 20k em chốt. Ba ba của cô Xuyên Đặng. Con này nhỏ xíu à đó, con này 45kg quay đầu xe S, 45-46kg quay đầu xe S. Lấy cho em mã 9, mã B99. 33 là cô Xuyên Đặng nha. Quá đẹp con này, trời ơi mà trời ơi con này dưới 60kg đẹp quá. Dưới 60kg màu cà phê sữa đẹp quá. Lấy cho em mã M11. Rồi con này nè, con này nè, coi giãn nhiều nè. Đó, size SM 52-53 ký quay đầu ok. Lấy cho em mã 371. M11 của Phan Liên. Trời ơi, sắc cánh mà có cổ luôn nè, đẹp quá. 50-55 ký nè mấy chị, 50-55 ký nè nha. Lấy cho em mã E15. Nhỏ xíu luôn. Trời ơi, nhỏ xíu con luôn mà đẹp lắm. 48kg quay đầu, 48kg quay đầu, mã 282. E15 của chị Thái Hương Trà. Rồi con này cái vai, cái tay của nó kiểu như vậy nha mấy chị. Con này 55kg đến 60kg vô tư, phong cánh dơi. Lấy con này cho em mã số 145. E15 á chị Cần Thủy ơi. Vậy vậy đó. Ai chốt chưa? Thái Hương Trà con nó bị xù à chị. Con nó bị xù nhuyễn. Thấy rồi. Xù nhuyễn chút xíu nè ngay góc nè. Áo này đẹp quá nè. Nè. Nó xù chút xíu ở đằng sau bên đây. Chị lấy không? Chị lấy không em tặng cho chế. Cái áo màu xám này nhìn bụi nè, mới tinh nè, sao mấy bà không lấy. Mã B20. Con này nhìn bụi lắm á, con này form lửng lửng ngắn ngắn, dễ thương chết. Mã B20. 145 của chị Gà Rán Cô Thi. Dạ. Lấy em tặng cho chị. Con này mặc như vậy nha mấy chị. Đó. Con này là dưới 50kg thôi, size S. Dưới 50kg size S giùm em. Lấy con này cho em mã 271. Mã 271 B20 của chị Tinh Trung. Cái mẹ kẹp 271 đâu rồi nữa. 271 là dưới 50kg nha mấy chị nha. 271 là dưới 50kg giùm em nha. 271 của chị Thái Chân Quỳnh. Mặc có cái sao mình chít cái eo lại, cái sao nó xéo xéo cái tà xuống nha. Trời ơi cái này đã quá nè. 55-60kg dáng thể thao cực kỳ luôn. Lấy siêu phẩm này cho em mã C100. Hay chỉnh phong đồng chưa? Chưa. Có máy đâu chỉnh. Lộ quên làm ghê vậy. À, chị Thái Hương Trà E15 phong đồng á. Tặng đi. Ghi chữ tặng nó chậm lắm. Em ghi số 0 nó lẹ lắm ba. C100 của chị Minh Thu. Nó lẹ cái ta chỉnh lại 10 ngàn. Nó còn lẹ hơn. Rồi mê không? Ha nhức nách. 55kg đến 60kg nhức nách con này. Lấy cho em mã số 925. Yếm. Yếm này trên mạng em có để hình đó mấy chị. Rồi size M ha, yếm thì size M ha, body sexy. Lấy yếm đen trước cho em mã 221. Size SM body sexy. 925 của chị Thái Chân Quỳnh. Like chậm chậm đi chứ cho bà hai ba kiểm lỗi cho dễ ha. Rồi con này size nhỏ. Dưới 48kg giùm em nha, bờ vai có đính đá. Dưới 48kg. Lấy cho em mã số M2. Rồi cái yếm nó không ai lấy mấy chị, yếm đẹp mấy chị, yếm gân á, len gân. Bài đó bài gì vậy?
gần 500 cái bồi dưỡng chị má. Con này dưới 50kg, hàng hiệu của Gap, size S nè, new tem hàng hiệu của Gap. Lấy con này cho em mã 151. Đến 60kg quay đầu mặt đẹp. Lấy con này cho em mã số 15. 151 của chị Diệp Nguyễn. Cái hồi mấy cái nhũ đó chị Diệp Nguyễn săn đủ màu luôn. Cái này đẹp vậy mà. Lấy cho em mã số 15. Không bị lỗi gì hết á, không phải lỗi đâu. Chứ nó lại chở qua kho làm. Để nó đi. Sâu trắng đẹp. Mang tiễn hả? Giờ ra quả hả? Anh bà hai hả? Bà nói tao sắp tuột cái áp với mày. Gán đi, dẫn nó qua kho bên kia. Đây đây đây, em quay trở lại rồi đây. Trời, không nhận. Ủa sao mày chở số điện thoại tao hay vậy? Thì qua bên kia phải cho số điện thoại hai chứ. Chết mẹ. Vậy sao? 7 triệu mấy nữa. Rồi tiền đâu quá, tao lại có tiền. Nó 7 triệu mấy, 8 triệu, kiện nó mất tiền chết. Đợi em chút đi mấy chị. Cho em 5 phút, cho em 2 phút thôi. 2 phút thôi nha mấy chị nha, 2 phút thôi. Đợi xíu nha mấy chị ơi. 2 phút thôi mấy chị ơi, 1 phút liền luôn. Em trở lại rồi đó chị ơi, thông cảm cho mấy chị, chiều nhiều việc quá, thông cảm. Rồi bây giờ ổn chưa, thông cảm em nè. Rồi rắp top nè, rắp top nha, size S đi mấy bà ha, dưới 50kg giùm em, rắp top này dưới 50kg giùm em nha, mấy chị ngực dưới 90 cũng chơi láng luôn. Rồi đây nha mấy chế nha, thông cảm mấy chị đứng nữa không. Rồi lấy con này cho em mã 489 đi mấy chị, lấy cho em vi mã 489. Thiệt rồi, không có suôn sẻ của vậy chân với đầu á. Tụ còn đúng 10 người coi luôn. 489 lấy cho chị bé Mon, lên cho em số điện thoại địa chỉ đi chị. Lên cho em số điện thoại địa chỉ chị bé Mon ơi. Chứ bấm chia sẻ lại em đi mấy chị ơi. Con này mỗi 151 có người lấy rồi phải không? Bấm chia sẻ lại giùm em nha mấy chế ơi. Gửi chung với chị Neo Mi Tóc. Dạ chị. Rồi con này nè. Con này body đẹp quá trời. Mấy chị chốt nè. Mới 100% luôn. Mấy bị dính cái trắng gì đây. Nó bị dính miếng chỉ. Đây. Mới 100% luôn á mấy chị ơi. Đó. Con này là 50-55kg. Em bao với chị vô tư. Dán càng đẹp với chị vô càng đẹp. Lấy con này cho em mã 502 nha. 502 dáng càng đẹp, mấy bà vô càng đẹp nha mấy bà. Mời quá nè, con này nè. Tuyệt vời lắm, cái này dáng càng đẹp vô càng đẹp. Mã 502 giùm em. Thông cảm em đi mấy chị ơi. Tùm lum cái nó không có mà thoải mái gì. Rồi con này 50-55kg giùm em mặc đẹp nha. Lấy con này cho em mã số 518. Lấy cho em vi mã 518. 50-55kg mã 518 ha. Ghi lê mấy chị. 50-55kg ghi lê. Lấy ghi lê cho em mã số 54. Lấy ghi lê cho em mã 54. 518 của chị Nhất Tỷ.
ghi lê này mã 54 quá đẹp nha mấy chị, ghi lê theo. Ghi lê theo 50-55kg mã 54. Con này là theo len thần nè mấy chị. Len thần theo nổi, size to 55-60kg thoải mái luôn. Lấy con này cho em mã E7 nha. Lấy cho em Vi mã E7 len thần theo nổi nha mấy chị. Trời basic mà đẹp quá mấy chế ơi. Rồi con này coi giãn nhiều size SM giùm. Trời ơi đẹp quá. 45kg đến 52-53kg mặt đẹp. Con này đẹp quá mấy chế. Lấy siêu phẩm cho em mã 436. E7 em chốt cho chị Tinh Trung nè. Rồi đây thêu đẹp nè chị Tinh Trung ơi. Đây con này 55-60kg quay đầu luôn mặt đẹp. Lấy con này cho em mã 279. 436 của chị Thúy Hà Thị. Form dài size to 55-60kg quay đầu mặt đẹp. Con này 55-60kg 65kg cũng vô tư luôn nha mấy chị. Con này coi giãn nhiều lắm, thích lắm. Lấy con này siêu phẩm cho em mã 220. Lấy con này cho em mã 220. Một em form basic chết rồi, có lỗi nhẹ nè mấy chị. Hay form basic có lỗi chỉ. Rồi con này em tính mấy chế 10.000, 50-55kg mặt đẹp nha. Lấy cho em mã da 10 đi. Lấy cho em mã da 10. Con nó có lỗi ngay phần chỉ ngay vai rồi mấy chị. Trời con này nha, form lửng cho mấy chế hơi mỏng nhưng mà mặt đẹp lắm á. Con này phối đồ rất là đẹp. 55kg free size đến 60kg mặt đẹp giùm em nha. Con này form lửng nha, phối đồ với quần lưng cao mà khác màu giùm em đẹp lắm á. Lấy cho em mã số 74. Lấy cho em Vi mã 74 nha mấy chị. Lấy cho em mã 74. Áo dây bản to, size rộng luôn, con này thoải mái nè. 50kg cho đến 58kg vô tư. Con này form gân nha mấy chị. 50kg cho đến 58kg vô tư. Lấy con này cho em mã 977 nha. Lấy cho em Vi mã 977. Trời đẹp quá. Một em crop top nè mấy chị, crop top dây. Rồi ngực dưới 90 vô tư giùm em nha. Crop top dây ngực dưới 90 vô tư. Lấy con này cho em mã số 16. 74 của cô Xuyên Đặng, 977 của chị Nhất Tỷ. Rồi một em size to nha mấy chị. Con này 55kg đến dưới 60kg mặt đẹp. Cái tay của nó thích lắm đó mấy chị. Tay của nó nè. Rồi 55kg đến dưới 60kg mặt đẹp nha mấy chị nha. Hàng thêu. Hàng thêu á. Lấy con này cho em mã 178. Lấy cho em mã 178. Trời cái crop top đỏ gân này mấy chị không chốt được ha. Trời ơi mấy bà ơi mấy bà. Crop top dây đỏ gân mà sexy nó ôm body nữa. Sao vậy? 178 của cô Xuyên Đặng. Ừ. Thôi đừng có bắt con bò cạp nó cắn con á. Rồi cái này đẹp quá, 50-55kg nè mấy chế, trời chốt lẹ đi con này đẹp quá. Tay dài cổ cao 50-55kg. Lấy con này cho em mã số M23. Bò cạp mẹ ơi, coi nè, có bò cạp. Ừ, 178 của cô Xuyên Đặng nha cô. Rồi con này lấy cho em mã M23 giùm em luôn, mã M23 55kg quay đầu giùm em nha, mã M23. M23 của Dung Phạm nè. Trời đã quá vậy. Ôi. Đẹp lắm nha chị, đằng sau của nó lưng ngang giùm em nha. Con này dưới 50kg, ngực dưới 90 body giùm em. Nói chung là ngực 90 mấy chị ôm dáng thoải mái luôn giùm em nha mấy chị, siêu phẩm. Lấy con này cho em mã số M2, mã 321. Lấy cho em mã 321. Ừ mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, con ra cho mẹ bán chút xíu nè. Đầm body nha mấy chị. Đầm body dưới 50kg giùm em nha. Mê không? Trời má ơi siêu phẩm rồi. Đầm body dưới 50kg giùm em nha mấy chị. Dây trước dây sau em nha. Thắt dây cột lại em. Lấy con này cho em mã số 49. Lấy cho em mã số 49 đầm body. Đầm nó ôm dáng nha mấy chị. Một con đính đá 55-60kg mặt đẹp nha. Lấy con này cho em mã số 462. Con này mấy chị mà cao á, mấy chị cao trên mấy 6 mấy á, thì 63kg cũng được. Con này là free size LXL. Lấy cho em mã 462. Lấy cho em mã 462 ông nội dưới đó con. 462 của chị Hường ST. Trời siêu phẩm nè mấy chế. Size M này đẹp chưa? Trời ơi nhức cái nách. Size M dưới 53kg. Trời đẹp quá con này. Ông nội dưới đó con đi xuống con đi vệ sinh đi chứ con đứng con nhón nhón hoài vậy con kỳ quá vậy.
Lấy cho em siêu phẩm mã 111 giùm em, xin lỗi mấy chế nha, nó tạp nhau quá. 462 em chốt. Lấy cho em mã 111 ngã rồi ha. Hai hạ cái cây ở giữa đó nè, em chỉ nè đó, cái ở giữa nè. Không đẹp. 111 lấy siêu phẩm cho chị nhất tỷ trước nè. Hồ 1 chị nhất tỷ trước, phương trần sau nha em ơi. Đây. Đầm body này đẹp lắm, em lấy đi được mà. Có nghĩa là ở đằng sau á, cái lưng dây á chị chưa vô hết. Nè mình vô ra. Xong rồi mình cột cái dây lại. Còn ở đằng trước của nó nè. Đằng trước của nó nè là chỗ này nó sẽ tà ở dưới, mà size này là dán càng đẹp vô càng đẹp nha. Dán càng đẹp vô càng đẹp. Đi ra tao lấy cái cây tao quánh mày liền. Con này mã nhiêu quên, là mã 49. Lấy cho chị mã 49 đi. Ông nội. Ông nội ngoài kia rồi con. Ông nội ở ngoài á. Ra ngoài kia chơi với nội đi. Rồi con này 50kg đến 55kg giùm em. Bên Bắc Nam á. 50kg đến 55kg giùm em. Lấy cho em mã E4 đi. 49 của Xuân Lan trước rồi. Trời con này mịn mà nó đẹp phải biết luôn á mấy chị. Mới tin. 55-60kg mới tin nè. 55-60kg. Lấy con này cho em mã 186 nha. Lấy cho em mã 186. 55-60kg. Siêu phẩm là không ai chốt đúng không? Không. Cái màu xanh có người chốt á. Em nhớ em ra phiếu rồi đó. Cái gì? Của chị Thúy Hà Thị á. Không thấy. Đọc coi. 151. À của chị Nhất Diệp Nguyễn. Giờ ra lại nè. Con này đẹp quá trời nè. Ghi lê len size của nam, nam nữ thoải mái. Con này size đại nè, 70kg vô luôn. Quá trời đẹp luôn. 60kg, 70kg vô hết mềm nha mấy chị nha. Lấy con này cho em mã số 536. 60kg, 70kg vô hết giùm em. Lấy cho em mã 536. 111 không phải của em là được em ơi. 111 của người khác. Em ơi chết chị rồi. 111 của chị nhất tỷ. Là con này đi mới chết. Đây nha, con này áo đen body 50-55kg body giùm em. Ở đây đánh đá nha mấy chị. 50-55kg body nè, đẹp nè mấy chị nè, mới tin nè. Lấy cho em mã M34. 50-55kg body mã M34 mới tin nè nha mấy chị nha. Con này cổ ngang nè mấy chị, 52-53kg quay đầu giùm em, cổ ngang màu da. Lấy cho em mã C52. Lấy cho em mã C52 M34 của chị Nhất Tỷ. Siêu phẩm mấy chị, trời ơi con này là len miếng á mấy chị. Mà mấy chị mặc theo kiểu là mấy chị phải mặc áo lót trong giùm em, xong mấy chị cột dây hai bên nha. Free size dưới 60kg giùm em len miếng nha. Free size lấy cho em mã B13. Free size lấy cho em mã B13. C52 của chị Nhất Tỷ. Lên. Trời mẹ ơi. Nguyên miếng nữa, nguyên một miếng nữa. Con này dưới 60kg mặc đẹp. Trời ơi đẹp quá, con này nhức cái nách rồi. Con này có lỗi rồi. Rồi lỗi mà nó bị một chấm nè mấy chị. Thấy không, nó bị một chấm ha. Rồi con này hàng nguyên miếng nha, 55-60kg quay đầu mặt đẹp. Lấy con này cho em mã 08. Lấy cho em mã 08, 55-60kg quay đầu mặt đẹp. Rồi con này mấy chị mê không? Theo hai bông hoa, tay dài lửng. Con này 50-55kg thôi. Tay dài 50-55kg thôi. Lấy con này cho em mã 902. Lấy cho em mã 90208 của chị Neo Mi Tóc. C52 em chụp màn hình rồi, chị Nhất Tỷ trước. Rồi em chụp màn hình rồi đó chị ha. 902 của chị Nhất Tỷ. Rồi con này đẹp quá ta. Con này là 50kg cho đến 57kg được nha. 57-58kg được. Size ML quá chị, quá đẹp size ML. Lấy siêu phẩm cho em mã 228. Siêu phẩm size ML mã 228. Cái con nguyên miếng nè mấy chị không chốt hả? Mã B13 đẹp kinh hồn luôn á mấy chị. Lạ lắm á mấy chị mấy mẫu đó đó. Rồi con này nha, 53kg quay đầu size SM. 53kg quay đầu mấy chị. Lấy con này cho em mã 022. Lấy cho em mã 022. 228 của chị Tinh Trung. Chị Tinh Trung ơi, em còn giữ hai cái của chị nha chị nha. Cái gì em gộp đơn này luôn nha. Ơi đẹp quá chị, 50-55kg quá đẹp luôn. Màu này là màu hồng rượu nè.
50-55kg quá đẹp nè. Lấy con này cho em mã số 514-022 của chị Tinh Trung. Siêu phẩm em còn luôn. Trời ơi cái gì mà nó đẹp dữ vậy trời. Trời ơi má ơi, 50-55kg má ơi đẹp quá. 50-55kg siêu phẩm nè. Lấy con này cho em mã M5-514 của chị Nhất Tỷ. 514 quá đẹp luôn. 514 trên người, trên mẫu á, mẫu hậu trên mạng có mặt á. 514 đã lắm á. M5 lấy cho chị Nhất Tỷ luôn. Rồi khoác đây, khoác đây, khoác nhưng mà mấy chị mặc thành áo cũng được. Nếu mấy chị mặc thêm một cái áo đen dây bên trong. Cái mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Free size dưới 60kg giùm em. Free size dưới 60kg giùm em. Lấy con này cho em mã 105. Dạ 514 em xem. Dạ 514 em chụp màn hình chị Nhất Tỷ trước. Em không thấy chị Diễm Hương ở đâu luôn. Rồi được chưa? Lấy con này cho em mã 105. Em xin lỗi chứ mấy chị nha. Bây giờ là em xin lỗi thôi chứ bây giờ em chỉ chốt người bấm lên trước mới chốt được thôi mấy chị. Mời không mấy bà? Quá trời luôn con này. Con này mấy chị ơi, mấy chị muốn mặc con sao cũng được trơn nha. Free size nha, hàng hiệu nha mấy chị. Ôi hàng hiệu luôn. Quá trời đẹp. Mấy chị muốn mặc con sao cũng được hết nha. Free size nha, lấy cho em mã 504. 105 là của ai vậy? Lấy cho em mã 504. 105 em chưa có ra phiếu. Lấy cho em mã 504. Chưa chốt đúng không? 55kg đến 60kg gân đen. Con này là cổ có răng cưa nè. 55kg đến 60kg cổ có răng cưa. Lấy cho em mã 512. Lấy cho em mã 512. Má ơi thằng con tôi nó phá. Nó nhét đồ vô kìa. Chịu nổi không? Đầm body. Đầm này cũng dài á. Dài trên gối chút á mấy chị. Rồi đầm body nha. Con này giờ 50-52kg thoải mái. Đầm body. Lấy con này cho em mã 106. Đầm body mã 106. Trời ơi, cái áo body, mấy cái áo này dễ mặc lắm nè. Gân á. Con này free size SML giùm em. Chất gân nha. Lấy con này cho em mã số 402. Free size SML. 55kg đến 60kg quá đẹp nè mấy chị. 55kg đến 60kg quá đã. Mới tin là con này. Lấy cho em mã 937 mới tin. Ghi lê lưới 50kg đến dưới 55kg. Không, con này 58kg cũng được nha. Con này size L cho lát mẹ. 50kg đến dưới 58kg ghi lê lưới đen. Lấy cho em mã 117. Size to, cánh dơi, tay to luôn nè. Cánh dơi và tay le nha. Cánh dơi và tay nó hơi phồng một chút ha. Đó, được chưa? Rồi con này 55kg đến 60kg chơi luôn. 55kg đến 60kg chơi luôn. Lấy cho em mã 112. 117 của cô Xuyên Đặng. 937 của chị Tinh Trung. Cái đầm body này em để em bận luôn. Con này em bận vừa mấy chị đừng đùa ha ha ha. Con đó em bận vừa nha. Rồi mã 112 đẹp banh nhà lầu luôn rồi nè. Size to á bà bạn Kim Anh. Bà ốm 10kg bà lấy luôn đi để bà mặc 10kg bà bận. Rồi lấy con này cho em 112 lấy chị Tinh Trung nè. Rồi bà hết lấy đi. Trời ơi đồ đã quá mấy chị. Mê không? 57kg quay đầu. 57kg quay đầu mã M25. Con này vô tư. 50kg mặc cũng đẹp mà 57kg mặc vừa hết nha mấy chị. Lấy cho em mã M25. M25 mấy chị. Len nguyên miếng nha. Cái này nó bị đứt cái mạc chút rồi chứ nó không ảnh hưởng cái áo. Con này là nguyên một miếng luôn. Con này nguyên một miếng free size bao nhiêu ký cũng vừa. Mặc free size SML giùm em nguyên một miếng nha mấy chị. Nguyên miếng nghĩa là nó không đường may giáp lai á. Mã B73. M25 của chị Phương Trần quá đẹp. B73 con này giùm em nguyên miếng màu đen nha. Ôi trời đất ơi. Con này nó bị dơ chấm chấm xíu à. Con này em tính mấy chiếc 20 ngàn nè. Đây mấy chị thấy không? Nó bị chấm nè, chấm hai chấm nè. Rồi con này lấy cho em mã trắng 20k đi, 55kg mặt đẹp. Mã trắng 20k, 55kg mặt đẹp. Bé Mon là bạn của chị Nemi Tóc. Em có in luôn rồi đó. Con này 50kg đến 53kg quay đầu có nón. 53kg quay đầu có nón size SM mấy chị quá đẹp luôn. Lấy con này cho em mã 255. Trắng 20k của Phương Trần. Rồi con này 50-55kg ok. 50-55kg ok nha mấy chị. Lấy con này cho em mã số 964.
lấy cho em mã 964. Mấy giờ em mới lên được có nửa đầu à. Một con da ramen. Ôi mẹ ơi đẹp chưa. Da ramen mấy chị dưới 60 63 kg thoải mái nha. Trời đẹp quá mấy chị, size L XL. Lấy da ramen cho em mã E42 nha mấy chị. Con này mấy màu size S mặt rộng cũng đẹp lắm á, cái màu nó đẹp quá. Màu đẹp quá. Ok dạ. Học viên của chị, dạ chị. Đây đây đây, con này có móc không ta? Đầm nha. Đầm body. Con này cái vai nó vậy nha mấy chị. Cái vai nó, trời cái vai nó vô cái vai em sao nó xấu như vậy ta. Rồi dáng nó đẹp đẹp chút nha mấy chị. Con này vô cái vai của Vi nhìn nó thô bạc cố luôn. Rồi hot girl đâu? E từ từ. E42 mới đúng mã nha. Chị Phạm Kim Anh lấy da ramen quá đẹp nè. Trời ơi con đó đúng form, đúng phong cách bả luôn. Vải bao đẹp luôn. Rồi con này nha mấy chị nha, nha. Nha con này hot girl. Vai không thon chút xíu giùm em nha, size M đi. Lấy cho em siêu phẩm đầm đem body đi tiệc này mã B3. Lấy đầm body đi tiệc mã B3 giùm em Vi, mã B3. Trời ơi má ơi. Đầm không vậy? Đầm nhiều hả? Đầm này 55-60kg thoải mái, đầm này size to. Đầm này size to nha. Cái đầm này lấy liền đi bà Phạm Kim Anh, mã 150. Mã 150 nè, form này đẹp quá nè, cái đằng sau nó hở theo phong cách của bà luôn á. Rồi lên. 55-60kg full đá. Lấy con này cho em mã 910. 55-60kg full đá mã 910, 150 của chị Hường ST. Da 10. Da 10 là cái nào ta? Có người lấy rồi, cô Đặng Hoàng Nương ơi, lấy cho con mã 910 cái này. 55kg đến 60kg mã 910. Màu xanh nè, có đẹp quá không mấy chị? Rồi nguyên miếng nè mấy chị. Free size. Free size nha, con này to lắm, free size dễ mặc lắm. MLXL vừa luôn, nguyên một miếng vải rất là đẹp. MLXL vừa luôn. Lấy con này cho em mã số 430. Lấy cho em mã 430. Gân đen dài, tay dài. Con này size to, 55-60kg thoải mái giùm em nha. 55-60kg, lấy cho em mã M8. 430 của Phạm Kim Anh. Quá đẹp. Rồi từ từ, lên nhiều lắm, lên liên tục nha. Đây. Thêu quá xinh. Con này 55kg đó, 65kg vô tư, con này đẹp lắm. Con này mấy chị size LXL là mặc đã lắm, mặc thoải mái, không bao giờ mà nhìn nó bo hay nó xấu đâu, yên tâm. Lấy cho em mã A17, 55-65kg mặc đẹp, mã A17. Mã A17. Ôi! Trời! 47kg quay đầu size S mấy chị. 47kg quay đầu size S nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị. 47kg quay đầu size S, lấy cho em mã 943. A17 chốt siêu phẩm cho cô Xuyên Đặng nè. Rất đẹp luôn. Cái màu xanh đó chị đã nói là free size. Có nghĩa là size M mà 55kg á mà không có rộng đâu mà da dáng rất là đẹp. Con đó mình muốn sao cũng được chứ. Nếu mà mình muốn mà không có bị rộng á hoặc nó phù hợp thì mặc cái quần ôm vô. Trời ơi, con đó là free size. Nà, nó nghĩa là mà M mặc đẹp mà XL mặc cũng đẹp, yên tâm. 943 của Dung Phạm. Đó, phải hiểu cái cách Phi nói cái hàng. Rồi con này nè, con này là size LXL. Con này 55kg cho đến 65kg nha mấy chị nha. Con này to lắm á, 55kg đến 65kg. Lấy con này cho em mã số C38. C38. Rất top ha. Con này nó cũng không rớp lắm, nó cũng nó ngắn à, nó ngắn ngang rúng. Dưới 50kg size S giùm em, dưới 50kg ngắn nha. Lấy cho em mã E8 đi. Dưới 50kg ngắn mã E8 đi. Dạ không được bạn, không được chị ơi. Người ta chốt rồi làm sao mà em chốt cho chị được. Thông cảm em, mình bấm con khác. Em rất là nhiều đồ, mình chọn con khác cùng em. Rồi con này 50kg đến 55kg quá đẹp nè. Len này len cũng nguyên miếng nè. Đường may giáp lai nhìn đã lắm nha. 50-55kg. Lấy cho em mã E50. E8 của chị Tiên Hồng. E8 size nhỏ của chị Tiên Hồng. Con đó nó ngắn ngắn nha chị Tiên Hồng nha. Rồi con này bị rớt đá rồi mấy chị. Đó, nó bị rớt đá rồi. Đây, con này 50-55kg 20k. Lấy con này cho em mã xanh 20k. E50 cô Xuyên Đặng đầu tiên. Đó, cái đường may giáp lai á nha mấy chị. Nó ép cái đường may vô nên là nó nhìn nó đã lắm. Chứ nó không có may bằng chỉ. Ép á. Ủa con này nó đẹp ghê chưa. Con
này thì 55-60kg thôi, có dây rút eo, mình mặc mình rút eo vô nhìn đẹp lắm. 55-60kg đính đá nè, con này thì mới 100% đá không rớt không gì hết. Lấy con này cho em mã số 537. 55-60kg mã 537 giùm em nha. Cái con này mấy chị thấy mịn ghê không? Con này mấy chị mặc sướng lắm á mấy chị. Nhưng mà có cái nó rớt đá thôi nên em tính 20.000. Rồi lên mấy chị. Rồi con này dưới 53kg size SM giùm em nha, bao mịn màu xanh luôn nè. Dưới 53kg size SM nó có điểm nhấn ngay chỗ phần ngực nha. Lấy con này cho em mã số 49. Lấy cho em mã số 49 thôi, đừng có đi đâu mà. Xin đừng rời bỏ em. Từ chưa tới bây giờ là em cũng không có suôn sẻ đó. Cái gì? Mẹ về là chưa kịp ăn xong cái mỏ nữa, đã gọi điện kéo sùm mà. Dạ con này là 50kg quay đầu hơi quá đẹp nè mấy chị, xe S mới tin nè. Lấy con này cho em mã số M17 nha, 50kg quay đầu mã M17. Rồi con này mấy chị 60kg quay đầu giùm em con này ha, 55-60kg quay đầu lấy cho em mã 427. 55-60kg quay đầu giùm em con hồng trơn nè mấy chị, lấy cho em mã số 427. Trời ơi, con này cái mạc nó nằm ở sau. Mấy chị ơi, con này cái mạc nằm ở sau, nghĩa là mấy chị mặc con gì nè, xong đằng sau hở lưng á. 55-60kg, đằng sau hở lưng vậy nha. Đảo. Rồi lấy con này cho em mã số 407. Mã 407 nha mấy chị nha, mã 407 hở lưng em nha. Hôm nay size to em thấy nhiều mà nè. Là con này em tặng cho mấy chế, nó không có được mới lắm nè. Con này 50-55kg lấy cho em mã trắng tặng. Mã trắng tặng không được mới lắm nha mấy chế nha, mã trắng tặng 407 của chị Nhi Nguyễn. Đây, báo lại cái này nó bị lơ gì rồi. Rồi con này mấy chế nút nè, 50-55kg giùm em nút. 50-55kg giùm em nút. Lấy cho em mã số 15 rồi. Trắng tặng của Xuân Lan, 407 của chị Nhi Nguyễn. Báo này lại. Đây đúng không? Hai đồ chỉ luôn á. Đâu nữa? Nó cái sụn dưới đó kìa. Thôi dưới like rồi giờ rồi biết. Chứ nhìn không thấy đâu. Cái này là nó. Giờ mới nói sao nữa ta. Cái lỗi nó nhỏ quá. Nhìn kỹ mới thấy. Có nghĩa là cái chỗ này gờ thì nó nhám nhám tay. Được chưa? Rồi ở đây là nó bị đi một đường chỉ nè. Nó bị đi đường chỉ nhỏ nè. Rồi con này tính nàng 20k, nàng ok không? Nàng Ngọc Lan Nguyễn mã 516 nè. Quăng cái Xuân Lan trắng tặng 15 của chị Nhất Tỷ. Trắng tặng nè hai. 15 nè của chị Nhất Tỷ nè. Rồi 15 của chị Nhất Tỷ nha, phong nút ha. Bê cái nút phong. Quá đẹp nè con này, trời. Đây 55-65kg quá đẹp con này nha mấy chị. 55-65kg quá đẹp nha. Lấy siêu phẩm này cho em mã số 81 đi. Mã 81 đi. Dạ 516 đó là của khách. Đó trắng tặng hay đó, hay sếp đó, hay sếp đó. Không được thì nghỉ đi lãnh tiền cho hai nhóc. Ta nạp giấy rồi. Hăm mấy 30 người coi. Còn mấy người còn như đây nữa là tới tên đó. 81 chốt chị Nga đổ thì nghỉ thôi. Để nạp lên trên đó rồi giờ lên đứng mà chờ nó kêu tên vô dò đi sách. 2 triệu. 2 triệu. Giờ 2 triệu này like. Giờ like 10 triệu. Lên lãnh 2 triệu. Nó giỡn. Mấy chị, em nói nghe nè. Chiều nay nó cũng suôn sẻ. Hai đứa con em có tên trên danh sách hưởng 1 triệu và tên danh sách bổ sung. Nói chung là em đi cũng 3 lần chưa được. Lần này lần thứ 4 rồi đó. Mà thôi kệ đi, chốc công mất 2 triệu. Nó làm mấy chế thương em. 81 của cô Nga đổ. Mấy chị cho em like mai nha. Mà nhớ giùm em là đừng có dồn với áo nhung. Áo nhung nặng quá. Áo nhung nặng ký quá em chịu không nổi. Nên là một là mấy chị đi đơn xong ngày mai mấy chị tách. Nếu mà cái đơn mấy chị mà 2kg hay 3kg gì đó bà hai bà báo cho. Chứ bây giờ bên em mà dồn 2-3kg là 70.000 tiền ship không á mấy chị. Nha. Nói chung sao hôm nay nó không có suôn sẻ, sao em bị tùm lum thứ hết trơn. Rồi mấy chị thông cảm mà em. Đừng giận Bi nha. Đi lãnh gạo. Má bữa nay kêu lãnh gạo này mà 4 giờ nó nghỉ rồi. Trời em ghét chơi nhà nước. Em ghét chơi nhà nước, em đi lần tư rồi đó mấy chị. Thôi nha, cảm ơn mấy chế nha.
Ủa chị mang chốt rồi đi luôn nha. Dạ. Ok Vi chứ này cũng lắc quá. Dạ rồi, cảm ơn quý chị tâm tình cho em. Ngày mai em hứa là em tắm rửa cho hai đứa con của em cho nó ăn sáng luôn. Sớm thì là sớm, 8 giờ sáng là có mặt cho mấy bà rồi. Ok mấy bà, bye bye mấy bà nha.